Rồi, để là nhận BTC miễn phí nào, mình so với chữ nhận ngay bạn ha. Đó là nói chung là những tài khoản mới thì chúng ta sẽ được nhận miễn phí là 200k bạn ha. Đây, nó hiện lên tài khoản mình là 200k. Hello, xin chào mọi người. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để bạn đăng ký được cái tài khoản sàn Onyx mới nhất luôn bạn ha. Rồi, thì ở cái app Onyx này á, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký, và ở video sau đi thì mình sẽ nói cho mọi người về cái cách những cách kiếm tiền ở trên đây ha. Và cái app Onyx này đúng là khi mà chúng ta đăng ký á, thì chúng ta sẽ được nhận miễn phí là 200k đó, nhưng mà cái 200k đó thì thôi các bạn cũng đừng có đề cập tới nó, rất là khó mà chúng ta rút được ha. Rồi, đầu tiên á, để mà đăng ký được cái tài khoản Onyx á, thì mình sẽ để một cái link tải app ở dưới phần mô tả cho mọi người ha, hoặc là ở dưới phần comment á thì các bạn cứ bấm vô thì nó sẽ chuyển trực tiếp cho người đến kho ứng dụng. Các bạn sử dụng điện thoại Android hay là iOS gì đều được thì nó sẽ tự động chuyển đến cho mọi người, và bạn chỉ cần tải về thôi ha. Là cái Onyx nè, đầu tư BTC ETH BNB đó. Đây là một cái lúc trước á, nó có tên gọi cũ là BNC, nhưng mà bây giờ nó đổi thành Onyx rồi bạn ha. Rồi các bạn tiến hành mở nó lên đó, các bạn tải về xong bạn tiến hành mở lên. Rồi ở đây bạn bấm sang cái chữ là đăng ký ngay trên góc này ha. Đó, ở trên đây nếu như bạn nào mà nó chưa chuyển sang cái ngôn ngữ tiếng Việt á, thì bạn đổi vô cái tiếng Việt ha. Đó, bấm vô đây đổi vô tiếng Việt cho dễ sử dụng. Rồi bấm chữ đăng ký ngay nè. Ở đây mình sẽ chọn là Việt Nam nha mọi ha. Chọn là Việt Nam nè. Rồi xong các bạn nhập cái họ tên đầy đủ của mọi người vô. Xong tiếp tục. Rồi tới cái bước này thì bạn nhập số điện thoại hoặc là cái email đó. Chúng ta sẽ nhập một trong hai, để tí nữa nó sẽ gửi một cái mã OTP về để cho chúng ta xác minh ha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là sử dụng email nè. Tiếp theo bạn nhập cái mật khẩu vô, rồi bạn nhập cái mã giới thiệu, mình sẽ để ngay trên màn hình cho mọi người á, hoặc là dưới phần mô tả ha. Rồi bạn bấm vô chữ là đăng ký. Rồi như vậy là chúng ta đã đăng ký tài khoản thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vô và chúng ta đi xác thực email ha. Rồi bây giờ trước khi mà đăng nhập vô, các bạn cần vô mail bạn check để bạn xác thực tài khoản trước ha. Các bạn kéo xuống, mà nếu như mà không thấy cái Onyx nó gửi mail về thì các bạn hãy tìm trong một thư rác nha, thì có thể là nó sẽ nằm ở trên đó. Rồi mình ví dụ cho mọi người luôn, ví dụ như bạn nào không thấy cái mail nó gửi về ở trong cái Gmail của mọi người á, thì bạn vô cái ba gạch ở trên góc trái nè, rồi bạn kéo xuống dưới cùng vô cái phần là thư rác chỗ này ha. Có thì nếu như có nó không hiển thị ở ngoài, có thể là nó sẽ nằm ở bên đây nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình lấy nè mọi người. Đây bấm vô Onyx ha. Ở đây nó có chữ là kích hoạt ngay, bấm vô một này. Đấy các bạn mở lên thì sẽ để cái một nguyên cái ô vuông màu xanh như thế này là được nè, tài khoản của bạn được kích hoạt nè. Đó, như vậy thì các bạn đã kích hoạt thành công. Bây giờ các bạn tiến hành quay trở lại, bạn đăng nhập vô ha. Đó, bạn nhập cái mật khẩu lúc nãy bạn đăng ký á, xong bạn bấm vô chữ đăng nhập. Rồi các bạn đăng nhập vô thì nó sẽ yêu cầu là kích hoạt cái OTP á, xong nó sẽ gửi một cái mã về mail của mọi người nữa, rồi bạn nhập vô ha. Bây giờ tiếp theo là nó hỏi về cái đồng tiền cơ sở mà bạn chọn. Ở đây thì chúng ta sẽ có là VNDC hoặc là USDT, thì mình nên sử dụng là VNDC đi ha. Đây là cái đồng stablecoin tiền pháp định của VN Đồng của mọi người. Rồi mình sớm chọn là VNDC ha. Ok, bấm vào chữ xác minh. Rồi, để là nhận BTC miễn phí nào, mình so với chữ nhận ngay bạn ha. Đó là nói chung là những tài khoản mới thì chúng ta sẽ được nhận miễn phí là 200k bạn ha. Đây nó hiện lên tài khoản mình là 200k. Rồi, thì cái 200k này nói chung là rất là khó mà để chúng ta rút ra được, là có nghĩa như là chúng ta phải để cho đây trong thời gian là 1 năm, và trong 1 năm đó chúng ta phải xin giao dịch nó tầm cũng khá là nhiều đó mọi người, lên đến tầm khoảng mấy trăm triệu mới rút được, cho nên là mình thôi mình bỏ qua con đề đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm vô cái phần logo cá nhân mình ở trên góc trái nè để chúng ta đi xác minh. Đó, tài khoản mới của chúng ta thì chúng ta chưa có xác minh được, chưa có KYC xong ha. Các bạn kéo xuống ở dưới đây nè. Các bạn kéo xuống dưới cùng chứ đi, nếu như mà các bạn để ý nè, hai cái phần ngôn ngữ chúng ta chưa phải tiếng Việt thì bạn chọn tiếng Việt cho dễ sử dụng ha. Còn cái quốc gia vậy luôn, cái quốc gia thì nếu như không phải là Việt Nam thì bạn hãy đưa về cái Việt Nam nha, cho nó dễ dàng sử dụng. Rồi ở đây các bạn sẽ kéo xuống tới cái phần là xác thực tài khoản, bấm vô cái mục này ha. Rồi ở đây mình sẽ xác thực tài khoản. Nói chung là bây giờ những cái ví hay là những cái sàn tử nào nó cũng mới yêu cầu chúng ta xác minh hết rồi mọi người, tại vì đây là quy định của nhà nước rồi, để kiểu như là xác định đây là một cái tài khoản chính chủ, lỡ cái vấn đề gì á thì người ta dựa trên giấy tờ người ta xác minh cũng như người ta mới dễ dàng hỗ trợ được ha, để tránh cái tình trạng bị hack hay là bị lừa đảo này nọ, nói chung các kiểu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vô chữ là bắt đầu. Ở đây thì bạn cần có một cái giấy tờ để bạn xác minh, là ví dụ như là căn cước công dân hay là chứng minh nhân dân thì đều được, hoặc là hộ chiếu hoặc bằng lái xe gì đó đều được hả. Rồi ở đây mình chọn là Việt Nam nè. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, ở đây mình sẽ chọn vô. Rồi đây là họ tên mình ha. Họ tên bạn viết tương tự giống như giống hệt giống như trong giấy tờ căn cước hay là chứng minh nhân dân của mọi người ha. Viết ha có dấu hay gì đó thì bạn cứ viết giống như vậy ha. Rồi nhập cái số vô nè. Rồi nhập số chứng minh vô ha, rồi chọn ngày sinh, chọn giới tính, xong bấm chữ tiếp theo. Rồi bây giờ tiếp theo là cái bước 2, nó yêu cầu chúng ta là thêm cái phương thức thanh toán là liên kết một tài khoản ngân hàng vô mọi người. Rồi bấm vô chữ là thêm tài khoản nè mọi người ha. Rồi ở đây bạn sẽ chọn ngân hàng nè. Đó, nó có rất là nhiều ngân hàng ha. Ví dụ mình sẽ chọn là cái ngân hàng mà B đi ha. Rồi mình sẽ nhập cái số tài khoản vô. Rồi thêm. Tới cái bước thứ ba là chụp ảnh thông tin cá nhân, thì đây bạn thấy là chúng ta sẽ có hai cái ô. Đầu tiên là nó yêu cầu chúng ta là up cái ảnh chứng minh nhân dân là căn cước công dân của mọi người lên ha, thì bạn chụp cái mặt trước các bạn tải lên, rồi cái dưới thì bạn sẽ chụp cái ảnh selfie, thì các bạn cứ cầm điện thoại bạn đưa cái máy ánh sáng vừa phải thôi là chúng ta chụp là được ha.
Rồi bạn bấm vào chữ tiếp theo. Đến cái bước quan trọng thì bước này là các bạn phải cần chụp cái ảnh chân dung của mọi người, và kèm theo là cái tay bạn cầm cái giấy tờ mà các bạn căn lúc nãy bạn xác minh đó, ví dụ như là căn cước hoặc là chứng minh. Lúc nãy ví dụ như bạn xác minh bằng cái căn cước thì bạn chụp cái cầm cái căn cước giống như trong cái hình đó, các bạn lấy cái tay bạn chụp xong một lấy bạn lấy cái điện thoại bạn chụp. Và các bạn lưu ý bạn đọc kỹ, nó yêu cầu là không sử dụng phần mềm chỉnh sửa, có nghĩa như là bạn phải sử dụng bằng cái camera chính của mọi người, không sử dụng một cái phần mềm khác nha, không quay từ màn hình đâu, cũng như là không đội mũ nha. Thì nó sẽ có 5 giây đếm ngược á, thì khi mà nó hiện lên cái tích xanh lên là hoàn thành là ok, như vậy bạn đã có xác minh xong ha. Sau khi mọi người đã chụp để bạn xác minh xong thì bạn sẽ đợi tầm khoảng là hôm trước mình đăng ký thì tầm khoảng là 15 phút là mình đã nhận được một cái mail là KYC thành công ha, thì các bạn sẽ đợi. Và nếu như mà nó chậm nhất thì mình nghĩ là cũng tầm khoảng là trong vòng 24 giờ thôi. Rồi nếu như thất bại thì bạn hãy chụp lại nha. Rồi thì các bạn khi mà nó thông báo thành công rồi thì các bạn vô trong cái tài khoản của mọi người á, các bạn sẽ kéo xuống cái phần là xác thực tài khoản mọi người nè, bấm vô một này thì bạn thấy là tài khoản của mọi người đã được xác thực. Rồi như vậy là tài khoản của mọi người đã ok, đã xác minh cơ bản nha, cái đó là xác minh cơ bản rồi. Thì ở trên đây nó còn một cái bước xác minh nâng cao nữa là các bạn phải nạp tối thiểu vào đây là 200k đó. Và các bạn nói chung là nạp tiền vào đây là các bạn sẽ nói chung là không có bị mất, các bạn nạp vào và bạn bán ra thì là hoàn toàn bình thường. Nạp thì để cho chúng ta là xác minh tài khoản nâng cao thôi, kiểu như là tài khoản mới thì chúng ta chụp hình KYC, đó là cái KYC cơ bản. Còn nâng cao thì chúng ta phải cần nạp vào đây cái mức tối thiểu sẽ là 200k ha. Nạp thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần kéo xuống ở dưới đây nè, các bạn sẽ kiếm cho mình là cái mục nạp nè. Ở đây nó có một mua và một bán, có nghĩa như là các bạn nạp vào thì bạn sẽ cần là mua VNDC ha, bởi bạn thanh toán bằng trực tiếp bằng cái tài khoản ngân hàng của mọi người. Ở đây nó sẽ có hai mục là mua trực tiếp hoặc là qua đối tác kinh doanh, thì bạn có thể lựa chọn là mua qua đối tác kinh doanh đi. Rồi cái min là sẽ là 200k, thì bạn cứ cần nhập vào đây nè mọi người ha, 200k. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái là bấm vào để lựa chọn đối tác, các bạn cứ cần bấm vô một này hoặc là không bấm cũng được. Ở đây nó có khá là nhiều người thì các bạn chọn người nào cũng được ha. Ví dụ như mình thì mình hay mua cái người này là người tên Vũ Phương Thảo nè, tại vì người ta giao dịch rất là nhanh đó. Rồi xong bạn bấm vào chữ mua là được, thì nó sẽ ra một thông tin bao gồm là số tài khoản ngân hàng nè, tên người thụ hưởng nè, và cái số tiền và cái nội dung. Các bạn chỉ cần copy đúng thông tin đó, bạn chuyển xong một phát là người ta nhận được thì người ta xác minh. Thì lúc này là các bạn trong tài khoản mọi người sẽ nhận được là BNDC tùy theo cái số lượng mọi người nạp á, ví dụ như 200 thì các bạn sẽ được nhận là 200. Thì lúc này là tài khoản mọi người đã được KYC nâng cao luôn mọi người ha. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, cũng như là mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cách để bạn kiếm tiền trên ứng dụng Onet ha. Rồi.